Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ. Và video sau đây mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm đến từ nhà Samsung, đó là chiếc Samsung Galaxy Fit 2. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của chiếc vòng đeo tay thông minh đến từ nhà Samsung này, cũng như tất tần tật trên cái chiếc vòng đeo tay này nha. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu video này thôi. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua chiếc vòng đeo tay này. Thì chiếc vòng đeo tay này nó sẽ bao gồm cho mình là một cái dây sạc. Đó, thì để sạc thì mình sẽ lật ra mặt sau. Và mình nó sẽ có hai ngàm ở hai bên nè. Đó, các bạn sẽ đặt qua bên đây. Rồi, cho nó khớp vào là xong. Đó, và các bạn tháo ra thì các bạn sẽ bật ở bên tay phải này nè. Nó sẽ có phần ngàm lòi ra nè. Các bạn sẽ nhấc nhẹ một cái là sẽ tháo ra được. Rồi, còn đối với thay dây thì các bạn sẽ nạy xuống như vậy. Đó, để lấy cái mặt đồng hồ ra và thay cái dây khác tùy thích các bạn. Rồi, ngoài ra thì đeo dây á thì các bạn lưu ý mình sẽ đưa vào cái bên trong này trước. Rồi, mình sẽ gài lại. Rồi, còn phần còn lại mình sẽ đưa vào đây. Và tháo ra thì mình sẽ bật cái bên cái phần cái ngàm này nè, bật lên. Đó. Rồi, tháo dây ra. Rất đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với lại chiếc điện thoại nha. Rồi đầu tiên để kết nối với lại chiếc vòng đeo tay thông minh này thì trên ứng dụng của Android á, thiết bị Android thì mình sẽ tải ứng dụng đó là Galaxy Wear Pro. Còn đối với cái ai sử dụng iOS á thì mình sẽ tải ứng dụng đó là Samsung Galaxy Fit. Rồi. Lúc này mình sẽ tải về và bây giờ mình sẽ thêm thiết bị mới vào. Đó, thì khi mà thêm thiết bị mới nó sẽ hỏi các bạn là chọn thiết bị của các bạn nè. Các bạn sẽ chọn cái dòng là Galaxy Fit 2. Lúc này nó sẽ tìm kiếm. Rồi, mình chọn kết nối. Rồi, như vậy là nó đã kết nối hoàn tất với lại chiếc đồng hồ này. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua với cái chiếc đồng hồ trước nha. Rồi, ở trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ bao gồm cho mình đó là một cái nút để trở về. Đó, cái nút home, giống như là một cái nút home á. Rồi, thì khi mà vuốt qua bên trái thì nó sẽ có thông báo. Rồi, các bạn sẽ vuốt từ trái sang phải thì nó sẽ bao gồm các widget để mình lựa chọn sử dụng nhanh. Đó, khá là nhiều. Và các bạn có thể là cài đặt ở trong cái chiếc điện thoại của mình luôn nha. Có nghĩa là mình thêm widget vào trong chiếc điện thoại của mình. Rồi, khi vuốt từ trên xuống thì đây nó sẽ bao gồm cho mình là độ sáng nè. Mình có thể điều chỉnh cái độ sáng ở trên đây. Rồi, chế độ không làm phiền nè. Mình có thể bật ở trên đây luôn. Rồi, vuốt qua thì nó sẽ có cái chế độ là điều khiển nhạc. Thì khi các bạn bấm vào cái phần điều khiển nhạc á, đây, thì các bạn có thể là sử dụng để điều chỉnh như là bấm dừng lại hoặc là chuyển bài trên cái chiếc điện thoại của mình. Đó, hoặc là các bạn có thể là điều chỉnh cái âm lượng ở đây luôn nha. Điều chỉnh âm lượng của chiếc điện thoại luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo đó là chế độ rung và tắt âm. Thì mình có thể điều chỉnh đến đây. Kế bên đó là chế độ là khóa dưới nước. Ví dụ như các bạn nào mà hay đi bơi này kia thì có thể là chọn cái chế độ này để cho cái sản phẩm của mình nó khi mà các bạn bấm vào đây nè. Đó thì nó khuấy nước và các bạn muốn mở ra thì các bạn sẽ vuốt lên, vuốt xuống. Đó thì nó sẽ rung lên để cho những cái nước bên trong của xung quanh của chiếc đồng hồ này nó sẽ rơi ra ngoài. Rồi. Tiếp theo đó là chế độ là tìm điện thoại. Đó, bấm vào đây để tìm chiếc điện thoại của mình. Rồi. Cuối cùng đó là chế độ ngủ ngon và tùy chọn. Thì trong phần tùy chọn này nó sẽ có cho mình là hai chế độ. Một là chế độ là khởi động lại. Hai đó là chế độ đặt lại cái chiếc vòng đeo tay này. Chứ ở đây thì cái vòng đeo tay này nó sẽ không cho mình tắt nguồn nha. Đó, còn nếu mà các bạn nào mà xài hết pin rồi tắt nguồn á thì các bạn chỉ cần cắm sạc là nó sẽ tự động khởi động, chứ mình không có cái nút để mình bật lên nha các bạn. Rồi, vuốt từ dưới lên thì nó không có gì hết. Rồi, đó tất cả những gì ở trên cái chiếc đồng hồ. Bây giờ mình sẽ qua cái chiếc điện thoại nha.
Rồi đối với ở trên cái chiếc điện thoại thì khi kết nối vào thì nó sẽ cho mình là phần trang chính và phần mặt đồng hồ. Thì đối với mặt đồng hồ mình có thể là tùy chỉnh cái mặt, ví dụ như hiện đại nè, rồi bóng nè, đó, rồi thời gian lớn nè, để các bạn tùy thích các bạn chọn lựa. Và ở đây, ở dưới đây á, nó sẽ có từng cái biểu tượng để các bạn là theo dõi mà không cần phải bấm vào. Ví dụ như ở đây là biểu tượng pin nè, đây là biểu tượng chạy bộ nè, và nhịp tim nè, đó. Và ở đây là phần ngày, thì các bạn có thể lựa chọn cái mặt đồng hồ nào mà các bạn thấy nó tiện nhất cho các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn thôi. Đó, rồi trong phần tùy chỉnh thì trong đây nó sẽ hiển thị cho mình đó là cái thiết bị Galaxy Fit 2 và cái phần trăm pin của chiếc đồng hồ này. Ở đây nó sẽ có cho mình là Samsung Health. Thì đối với thiết bị Samsung á thì nó sẽ đã cài đặt hết những ứng dụng này rồi. Còn đối với những thiết bị iOS hoặc là Android khác thì mình có thể mình tải về để cho mình theo dõi được các cái quá trình luyện tập của mình ở trong này. Đó, rồi cài đặt sức khỏe. Các bạn có thể là bấm vào đây để mình thêm cái số mục tiêu nè, quản lý bài tập nè, vân vân. Rồi, tiếp theo đó là phần chuông báo. Thì đây các bạn sẽ thêm cái chuông báo với chuông báo thức á, để mỗi sáng thì cái đồng hồ này có thể báo thức cho các bạn biết. Rồi, ở dưới đây là phần thời tiết. Thì các bạn sẽ bật cái vị trí để cho cái chiếc đồng hồ này có thể là xem được cái thời tiết ở khu vực của bạn. Rồi, còn phần rửa tay này thì thật sự ra thì cái vòng đeo tay thông minh Fit 2 này nó ra vào cái thời điểm mà dịch Covid đang hoành hành, nên mình thấy là cái chế độ rửa tay này nó khá là hay. Nó sẽ giúp cho mình giữ gìn vệ sinh an toàn, đặc biệt là nó sẽ ngăn ngừa những cái bệnh lây lan truyền nhiễm như Covid-19 hiện nay. Đó, và khi mà mình bật chế độ này lên thì nó sẽ cho mình là bắt đầu từ thời gian nào tới thời gian nào. Đó, ví dụ mình đi làm này kia thì mình có thể mình đặt cái khung giờ cho mình. Và chu kỳ á, thì mình có thể là chọn là mỗi tiếng nó sẽ nhắc nhở cho mình rửa tay, hoặc là mỗi giờ, 2 giờ và 3 giờ. Đó, thì mình sẽ cài đặt ở đây, mình chọn luôn. Tiếp theo là phần thông báo. Thì trong phần thông báo này nó sẽ cho mình bật những cái thông báo của cái ứng dụng. Đó, thì các bạn có thể bấm vào đây để bật lên nha. Rồi, tiếp theo là phần widget. Thì widget như hồi nãy mình có nói là mình có thể mình thêm cái widget vào bên trong cái chiếc đồng hồ mà phải qua cái ứng dụng của điện thoại nha. Đó, ví dụ các bạn thấy dấu cộng nè, bạn sẽ thêm vào. Rồi, đó là mình thả thêm hết tất cả cái widget vào ở trên trong cái chiếc đồng hồ. Bây giờ mình sẽ thấy widget rất là nhiều để mình có thể mình lựa chọn nhanh. Đó, rồi sau khi mà mình đã lựa chọn widget xong rồi, mình sẽ bấm blue vô nha các bạn. Thì những widget này nó sẽ nằm ở trên cái mặt của đồng hồ. Các bạn chỉ cần lướt từ trái sang phải để các bạn tùy chọn, các bạn lựa chọn nhanh. Ví dụ như các bạn sẽ cho đo stress nè, hoặc là các bạn sẽ bấm giờ nè, rồi chế độ rửa tay nè. Thì mình nói sơ qua cái chế độ rửa tay này, thì khi mà mình bấm vào đây á, chế độ rửa tay á, thì nó mặc định cho các bạn là sẽ rửa tay tầm khoảng 25 giây. Đó, thì cái thời lượng mà 25 giây đó nó sẽ giúp cho các bạn là rửa sạch sẽ hơn và kỹ hơn. Chứ còn nếu mà thấp hơn hoặc cao hơn thì nó sẽ không tốt cho các bạn. Rồi, kế tiếp đó là phần rung. Thì đây mình có thể là chọn chế độ rung, ví dụ như là rung dài nè, để thông báo cho mình. Nếu mà mình đi xe này kia á, mình có thể bật cái chế độ rung dài này để thông báo cho mình dễ biết hơn. Rồi, màn hình. Thì màn hình ở đây mình có thể điều chỉnh độ sáng ở trên cái chiếc điện thoại luôn, hoặc là cái thời gian sáng màn hình nè, mình có thể cài đặt ở trong đây. Đó, rồi khuấy nước thì mình có thể thiết lập ở trong đây vẫn được. Rồi, tiếp theo là phần nâng cao. Thì trong đây nó có cho mình là thao tác đánh thức nè, khuấy nước nè, đó, vân vân. Và có phần là sửa bảng điều khiển nhanh. Thì sửa bảng điều khiển nhanh ở đây là cái phần mà mình có nói lúc đầu, đó là mình vuốt từ trên xuống nè. Đó, thì lúc này mình có thể là mình bỏ bớt hoặc là mình thêm vào. Đó, thêm vào đây. Xong sau đó mình sẽ lưu lại. Rồi, như vậy là xong. Thì ở đây mình chỉ có thể điều chỉnh ở trên cái điện thoại thôi, chứ còn ở trên đồng hồ thì vẫn không có điều chỉnh được nha. Rồi, nhận thông báo khi ngắt kết nối Bluetooth. Rồi mình có thể mình bật lên luôn. Rồi, phản hồi nhanh. Phản hồi nhanh ở đây có nghĩa là các bạn sẽ trả lời cái tin nhắn. Ví dụ như ai đó nhắn tới cho các bạn thì các bạn có thể là
nó sẽ hiển thị những câu trả lời nhanh ở dưới, các bạn sẽ nhấn vào để trả lời. Thì mình chia sẻ luôn, đối với thiết bị Android, đặc biệt là Samsung, thì có thể là trả lời được trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ này, thì nó sẽ hiển thị ra nguyên cái bảng này, các bạn nhấn vào đó để trả lời. Còn đối với thiết bị iOS thì nó sẽ không cho các bạn trả lời mà chỉ cho các bạn xem thôi nha. Đó, thì các bạn có thể là thêm cái phản hồi nhanh đây, nó thêm cái văn bản nào đó, ví dụ tôi đang bận hay như thế nào đó. Rồi, rồi chọn lưu lại, thì đây nó sẽ hiển thị cho các bạn ở đây nè. Đó, hoặc là các bạn có thể sửa ở đây, thì các bạn có thể chọn vào để xóa hay như thế nào đó. Đây, chọn vào và xóa nếu bạn không thích. Rồi, mình thấy khá là hay. Rồi, tìm vòng đeo tay. Thì lúc nãy thì trên cái vòng đeo tay này thì có thể tìm được điện thoại, và bây giờ điện thoại cũng có thể tìm vòng đeo tay này nếu mà trong trường hợp các bạn là không có tìm được cái thiết bị của mình. Đó, nó sẽ rung lên rất là mạnh, thì để cho các bạn biết là nó đang ở đâu. Phía dưới là phần tài khoản và sao lưu, thì mình có thể đăng nhập cái tài khoản sao Samsung account của mình vào. Rồi, cập nhật phần mềm. Thì nếu các bạn sử dụng trong thời gian lâu dài á, thì các bạn có thể nên cập nhật phần mềm để có thể là nó sử dụng đồng bộ với chiếc điện thoại của các bạn hơn nha. Rồi, kế tiếp đó là phần gợi ý hướng dẫn cũng như là thông tin vòng đeo tay, thì nó sẽ hiển thị trên đây cái thông tin của cái chiếc vòng đeo tay của mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test ở trên cái chiếc đồng hồ này. Điển hình là những cái tính năng như là nghe nhạc này kia. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn luôn. Rồi, ví dụ nha. Đó, thì lúc này mình sẽ chọn cái phần điều khiển nhạc nè. Đó, thì ở đây mình sẽ có thể là mình bấm dừng lại. Rồi, bấm next bài, chuyển bài khác. Đó, rồi tăng âm lượng ở đây luôn nha. Rồi, rồi nãy mình có thêm widget ở ngoài màn hình chính luôn, thì mình có thể thao tác trên đây luôn mà không cần phải vuốt xuống như vậy. Đây, rất là tiện lợi cho các bạn. Rồi, ngoài ra các bạn muốn tập luyện á, thì các bạn sẽ vô cái chế độ tập luyện nè. Đó, nó sẽ cho các bạn là những cái chế độ tập luyện như là chạy bộ nè, đi bộ nè, đạp xe nè, bơi lội nè, vân vân. Thì đối với những chế độ mà đo nhịp tim hoặc là đo stress á, thì các bạn phải đeo cái vòng đeo tay này vào trong tay thì nó mới đo được cho các bạn nha. Rồi, ngoài ra đối với cái vòng đeo tay thông minh Samsung Galaxy Fit 2 này á, nó vẫn có hỗ trợ cho các bạn cái tính năng đó là ngồi quá lâu, nó sẽ nhắc nhở cho các bạn biết để các bạn đứng dậy để vận động. Nhưng mà nó không có cài đặt ở trong cái thiết bị điện thoại nha, mà mình nghĩ là chắc nó mặc định ở trong cái vòng đeo tay thông minh này luôn. Rồi, và đó là tất cả những gì mà trên chiếc vòng đeo tay thông minh này mang lại. Và bây giờ mình sẽ test những cái tính năng, ví dụ như là cuộc gọi cũng như là tin nhắn ở trên chiếc vòng đeo tay thông minh này cho các bạn luôn nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ test tính năng cuộc gọi ở trên cái chiếc vòng đeo tay thông minh này nha, trên thiết bị Android. Rồi, khi có gọi tới nó vẫn hiển thị cho mình cái tên người gọi cũng như số điện thoại người liên hệ luôn nha. Và mình chỉ có thể là mình từ chối cuộc gọi thôi. Ngoài ra nó không cho mình bắt máy. Rồi, khi gác máy nó sẽ báo mình cuộc gọi nhỡ. Và trên thiết bị iOS vẫn như vậy luôn. Rồi, bây giờ mình tiếp theo mình sẽ nhắn tin. Rồi, khi có tin nhắn tới. Đó, thì khi có tin nhắn tới nè, các bạn để ý, mình có thể mình vuốt lên để chọn những câu trả lời nhanh ở trên đây. Đó, mình có thể cài đặt những câu trả lời nhanh này như hồi nãy mình vừa hướng dẫn để mình trả lời. Rồi, chọn gửi. Tuy nhiên đối với thiết bị iOS thì nó sẽ không có cho phép mình là trả lời như vậy, mà chỉ cho phép mình là xem thôi. Và ở đây mình thấy là cái tin nhắn á, nó sẽ không có bị lỗi phông chữ luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tới cái ứng dụng, đó là ứng dụng Messenger. Rồi, ứng dụng Messenger thì khi gọi tới nó sẽ không có thông báo, để mình từ chối cuộc gọi xem nó có thông báo hay không nha. Rồi, nó có báo cho mình là cuộc gọi nhỡ. Đó. Rồi, nhưng mà trên cái thiết bị iOS á, thì nó sẽ rung lên cho các bạn luôn. Nó sẽ rung lên báo cho các bạn, nhưng mà các bạn cũng chỉ có thể từ chối cuộc gọi thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắn tin. Rồi,
sau khi có tin nhắn tới nó vẫn sẽ hiển thị cho các bạn. Đó, các bạn nhìn không, cái phông chữ của nó rất là đẹp và rất là dễ nhìn, nó không bị lỗi phông chữ luôn nha các bạn. Đó rồi, và kéo xuống dưới nó vẫn cho mình trả lời nhanh ở đây. Đó, trên thiết bị iOS vẫn không có trả lời cái này luôn nha. Rồi cuối cùng là mình sẽ test cái ứng dụng Zalo. Rồi sau khi gọi ứng dụng Zalo thì nó vẫn không có thông báo trên chiếc đồng hồ này, mà mình sẽ gác máy. Rồi nó sẽ báo một cuộc gọi nhỡ, hiển thị biểu tượng Zalo cho mình biết. Đó. Rồi còn đối với thiết bị iOS thì nó vẫn sẽ rung ở trên ứng dụng Zalo luôn, tuy nhiên vẫn không bắt máy được. Rồi bây giờ mình sẽ test tính năng tin nhắn. Rồi sau khi có tin nhắn tới nó sẽ hiển thị cái chữ Zalo ở đây nè. Đó, và đọc được những tin nhắn cũng khá là dài nha các bạn. Đó. Rồi và mình vẫn trả lời được ở dưới đây. Còn với thiết bị iOS thì nó sẽ không cho phép mình trả lời như vậy. Đó, mình sẽ chọn câu trả lời nhanh của mình và mình chọn gửi. Rồi như vậy là xong. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cũng như chia sẻ những tính năng mà trên chiếc vòng đeo tay thông minh Samsung Galaxy Fit 2 này mang lại, và hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình sử dụng. Và nếu các bạn có thắc mắc cũng như câu hỏi nào hay có thể comment phía bên dưới. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe trên kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.